Ronaldo quát trọng tài vì bỏ qua hai quả phạt đền. Tiền đạo Cristiano Ronaldo quát trọng tài và cho rằng bị khước từ hai tình huống penalty sau trận giao hữu Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2 ngày 26 tháng 3. Trong lúc đi vào đường hầm, đội trưởng Bồ Đào Nha nổi đóa và quát trọng tài thứ tư Dejan Blažić. Các ông thật khốn nạn, phải là hai quả phạt đền nhé, Ronaldo nói và giơ hai ngón tay về phía Blažić. Những tình huống mà Ronaldo nhắc đến có thể diễn ra ở phút 19 khi Otavio xâm nhập vòng cấm, va chạm với Jaka Bijon rồi ngã xuống. Ronaldo khiếu nại nhưng trọng tài không cắt còi. Phút 80, chính tiền đạo 39 tuổi chịu tác động từ phía sau của một cầu thủ Slovenia, nhưng trọng tài tiếp tục không thổi phạt. Ronaldo còn phàn nàn việc bị đá vào chân ở ngoài vòng cấm phút 24, nhưng Bồ Đào Nha không được hưởng đá phạt. Nhiều người hâm mộ bất ngờ với phản ứng sau trận của Ronaldo. Thật điên rồ khi Bồ Đào Nha lại như một đội trung bình mỗi khi Ronaldo đá chính. Lúc này, tôi cảm thấy lý do duy nhất mà họ triệu tập Ronaldo là để bán vé, tài khoản A.OtisXO viết trên mạng xã hội 10. Ronaldo lại cáu trọng tài sau khi mất tích suốt 90 phút. Không phạt đền, không có tiệc, A.SemperFi Messi bình luận. Ronaldo nghỉ trận giao hữu thắng Thụy Điển 5-2 và trở lại trong chuyến làm khách trước Slovenia trên sân Stojic hôm 26 tháng 3. Anh đeo băng thủ quân, đá trọn 90 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn, chạm bóng 45 lần. Chuyền chính xác 87% với một đường mở ra cơ hội, đi bóng thành công 1 lần, mất bóng 9 lần và dứt điểm trúng đích 1 lần. Ronaldo phải chờ đến phút 60 mới có cơ hội thực sự. Tiền đạo của câu lạc bộ Anas sút bật đồng đội Francisco Conscao trước khi lấy lại bóng và sút vào phần lưới bên ngoài. Sau đó 9 phút, Ronaldo kiến tạo nhưng hậu vệ Diogo Dalot sút vào xà. Trong ngày Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thua 0-2 khi để Adam Serin và tỉ mỉ Elsnick chọc thủng lưới lần lượt ở phút 72 và 80. Đây là thất bại đầu tiên của Bồ Đào Nha dưới thời huấn luyện viên Roberto Martinez sau chuỗi 11 trận thắng trên mọi đấu trường. Nhưng sau trận, Martinez nhấn mạnh mục tiêu không phải là chiến thắng, mà là để thử nghiệm. Huấn luyện viên 50 tuổi cho rằng những trận giao hữu là cơ hội để đánh giá toàn bộ đội hình và trận thua Slovenia giúp ông thu thập nhiều thông tin hữu ích và chuẩn bị tốt hơn cho Euro 2024. Bồ Đào Nha còn 3 trận giao hữu Phần Lan, Croatia và Cộng hòa Ireland đầu tháng 6 trước khi dự Euro 2024. Tại giải đấu trên đất Đức, Ronaldo và đồng đội nằm ở bảng F với Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia.